Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình Tam Kỳ phát hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Phát thanh viên Quang Sơn sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Sau đây là những nội dung chính của chương trình. Hộp thường kỳ đánh giá thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024. Mít tiền hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024. Đặc sắc lễ hội biển Tam Kỳ năm 2024. Những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua tại thành phố Tam Kỳ. Tuần qua, cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5, 5 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024 của Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ Nguyễn Duy Ân. 5 tháng đầu năm, thu ngân sách do thành phố quản lý đạt hơn 740 tỷ đồng, đạt 49,08% dự toán tỉnh và 40,77% dự toán Hội đồng dân thành phố. Các hoạt động văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi, việc hỗ trợ cho gia đình chính sách, đối tượng xã hội được tập trung kịp thời. Giáo dục tiếp tục phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Lãnh đạo thành phố yêu cầu từng đơn vị xã phường cần nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tập trung thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đầu tư công, tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư đối với các dự án trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống cháy nổ, chủ động rà soát, kiểm tra các lối thoát hiểm công cộng, phòng chống thiên tai, tập trung giải quyết công tác đơn thư, khiếu nại, đồng thời tổ chức tốt các hoạt động tại lễ hội biển Tam Kỳ năm 2024. Ban chỉ đạo công tác tôn giáo dân tộc Thành ủy Tam Kỳ đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2024 cho đội ngũ thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng khối dân vận, cán bộ phụ trách công tác tôn giáo 13 xã phường và bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân 85 thôn khối phố trên địa bàn. Các đại biểu tham dự đã được nghe Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Văn Minh, giảng viên cao cấp trưởng khoa dân tộc tôn giáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 3, thông tin về quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, những nội dung chính sách của luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016, một số vấn đề về tình hình tôn giáo hiện nay. Hội nghị giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024 với chủ đề chung tay xây dựng xã phường thị trấn sạch ma túy. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ, ông Nguyễn Duy Ân dự buổi lễ. Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2024, toàn thành phố có 116 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. 6 tháng đầu năm 2024, công an thành phố Tam Kỳ đã bắt khởi tố 22 vụ án, 34 bị can phạm tội về ma túy, lập hồ sơ xử lý hành chính 22 vụ, 52 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Phát biểu tại buổi meeting, lãnh đạo thành phố Tam Kỳ đề nghị các cấp ngành tích cực thực hiện có hiệu quả 504 để xây dựng xã phường sạch ma túy. Trong đó, 50 bao gồm không thử, không giữ, không dùng, không buôn bán, vận chuyển và không tàng trữ trái phép chất ma túy. Và 4 có, đó là có ý thức cảnh giác phòng ngừa ma túy, có quyết tâm quản lý, giáo dục, chữa trị cho bản thân và con em nghiện ma túy, có tinh thần phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, có tình thương và lòng vị tha đối với người sau cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng. Các lực lượng tham gia diễu hành tuyên truyền lưu động về phòng chống ma túy qua các tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố. Sau 7 ngày học tập, Trung tâm Chính trị thành phố Tam Kỳ tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 40 đảng viên mới. Với tinh thần nghiêm túc học tập, các đảng viên mới đã chú ý lắng nghe bài giảng, nắm được kiến thức cơ bản của các chuyên đề được truyền đạt. Kết thúc khóa học, Trung tâm Chính trị thành phố đã trao giấy chứng nhận bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 40 học viên, trong đó 4 học viên xếp loại xuất sắc, 28 giỏi và 8 khá. Tại hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ủy ban dân thành phố về xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn thành phố do Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Tam Kỳ tổ chức. Một số nội dung cần lưu ý trong quyết định số 1315 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư số 24/2023, thông tư số 25/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai kế hoạch số 196 của Ủy ban dân thành phố Tam Kỳ về việc thực hiện các văn bản nêu trên, quyết định số 324
của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và hướng dẫn đánh giá công nhận danh hiệu công dân học tập theo quy định mới đã được thông tin cụ thể. Dịp này, đại diện các khối thi đua trên địa bàn thành phố đã phát động hưởng ứng phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 và đăng ký giao ước thi đua. Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông thành phố đã tổ chức hoạt động giờ đọc ngoại ngữ cho thiếu nhi trên địa bàn. Tại đây, các em học viên lứa tuổi thiếu nhi từ 6 tuổi trở lên đang theo học tại các trung tâm Anh ngữ, lớp học tiếng Trung trên địa bàn thành phố, được tham gia trải nghiệm hoạt động với nhiều hình thức như chọn đọc hiểu một cuốn sách có tại thư viện mà mình yêu thích, ghi nhớ và diễn tả lại nội dung cuốn sách đã đọc, giao lưu tìm hiểu kiến thức bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động khuyến đọc hè cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố trong năm 2024. Nhằm phát triển các hoạt động văn hóa đọc tại Thư viện số cộng đồng thành phố Tam Kỳ. Tuần qua, Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ tổ chức tư vấn và khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm cho gần 140 người cao tuổi tại xã Tâm Ngọc và phường Trường Xuân. Các cụ được khám sàng lọc, siêu âm tổng quát, đo huyết áp, đo thị lực, xét nghiệm đường máu, nước tiểu, khám nội, đo nhịp tim. Đồng thời, các y bác sĩ còn tư vấn chế độ dinh dưỡng, tập thể dục, nghỉ ngơi phù hợp với từng người cao tuổi, cách chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, nhất là trong tiết trời nắng nóng gay gắt như hiện nay. Tại buổi tuyên truyền thành lập mới tổ hợp tác xã do Hội Nông dân thành phố Tam Kỳ tổ chức, đại biểu được truyền đạt những nội dung của nghị quyết quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, quy định triển khai thực hiện nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, đồng thời được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tiếp cận các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã theo quyết định số 2406 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Kết quả nổi bật được nêu ra đó là qua thực hiện 8 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Đến nay, cơ bản Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã cụ thể hóa và thực hiện ước đạt 100% chỉ tiêu, thực hiện đạt 9 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ 14. Đối với thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 18, đến thời điểm này đã thực hiện 8 trên 9 chỉ tiêu. Nhiều mô hình, việc làm thiết thực đã được các cấp hội triển khai, thu hút tập hợp đông đảo hội viên tham gia. Hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến làm rõ thêm một số hạn chế, tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục để nửa nhiệm kỳ còn lại hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu các phong trào. Dịp này, 4 tập thể hội tiêu biểu và 12 cán bộ hội cơ sở giỏi cấp thành phố đã được khen thưởng. Thành đoàn Tam Kỳ đã tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ quân đội năm 2024 với sự tham gia của 68 em học sinh. Chương trình diễn ra trong 7 ngày từ ngày 10 đến 16 tháng 6 tại Sư đoàn 315, Trung đoàn 143. Thông qua chương trình nhằm giáo dục kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh, tinh thần yêu nước, truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, giúp các em học sinh làm quen với môi trường quân đội, rèn luyện tính tự chủ, bản lĩnh, nề nếp, kỷ luật, tác phong của người chiến sĩ. Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Tam Kỳ vừa phối hợp tổ chức lớp tập huấn thể dục dưỡng sinh người cao tuổi thành phố năm 2024 với 22 hội viên đến từ các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh các xã phường tham gia. Đây là cơ hội để các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã phường có điều kiện nâng cao kỹ năng tổ chức tập luyện và biểu diễn môn thể dục dưỡng sinh, qua đó mở rộng phong trào thể dục dưỡng sinh, động viên người cao tuổi tham gia rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Tam Kỳ đã tổ chức hội nghị làm việc với đại diện chủ sử dụng lao động, cán bộ phụ trách kế toán của các đơn vị doanh nghiệp được thành lập mới từ năm 2023 đến nay, chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn thành phố. Bên cạnh thông tin một số nội dung của các luật có liên quan về trách nhiệm tham gia, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc, đại diện các phòng ban chuyên môn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Phòng Lao động Thương binh xã hội thành phố đã dành phần lớn thời gian để tư vấn giải đáp những băn khoăn vướng mắc của các đơn vị sử dụng lao động trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để doanh nghiệp hiểu hơn về chính sách an sinh xã hội lớn của nhà nước, tích cực tham gia, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Cái số của công ty nha, cái số của...
Tại trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AI Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Hành trình cuộc sống. Tại đây đã trao tặng 230 xe đạp, trang thiết bị học tập, trang thiết bị thể thao và nhiều phần quà với tổng trị giá 507 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chương trình này được duy trì trong suốt 11 năm qua và đã trao tặng hơn 25.000 chiếc xe đạp và nhiều phần quà thiết thực khác cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận những nỗ lực đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam đã trao tặng bằng khen cho AIA Việt Nam vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Ban quản lý chợ Tam Kỳ vừa tổ chức hội nghị thường niên các ban quản lý chợ truyền thống khu vực duyên hải miền Trung Tây Nguyên năm 2024 với sự tham gia của 17 đoàn ban quản lý các chợ trong khu vực. Các đơn vị về tham gia đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý và khai thác chợ truyền thống trong tình hình hiện nay để duy trì hoạt động chợ ổn định và phát triển trong thời gian tới. Trong đó ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp có giá trị như đổi mới phương thức bán hàng, phương thức tiếp cận khách hàng, xây dựng trang thông tin điện tử để đưa các sản phẩm lên quảng bá đến người tiêu dùng, định hướng các sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương, tăng cường chuyển đổi số tại các chợ truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua, các hoạt động đặc sắc trong chương trình Lễ hội biển Tam Kỳ năm 2024 đã diễn ra sôi nổi tại xã biển Tam Thanh, thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến với thành phố Tam Kỳ để tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời và có những trải nghiệm thú vị. Phóng sự phản ánh không khí lễ hội tại Tam Kỳ trong những ngày vừa qua. Khai hội du lịch biển năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề Tam Thanh, biển trong xanh, sông mát lành, gồm những tiết mục đặc sắc phản ánh đời sống, sinh hoạt và những nét văn hóa của ngư dân vùng biển, ca ngợi về thành phố trẻ Tam Kỳ, đồng thời khẳng định vị thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ của thành phố. Những tiết mục nghệ thuật đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và quyết tâm của người dân thành phố Tam Kỳ trong việc xây dựng một thành phố xanh, thông minh và hiện đại. Đêm khai mạc thu hút đông đảo người dân và du khách đến với lễ hội biển năm 2024. Cô là người dân Tam Thanh là cô rất là phấn khởi để đến thu hút khách du lịch của Tam Thanh, các nơi về thành Tam Kỳ, Tam Thanh để với cái du lịch của Tam Thanh đi lên. Mong muốn của người dân Tam Thanh cô đó là Tam Kỳ sẽ quan tâm của Tam Thanh để rồi tổ chức các mùa du lịch hay là những các trò chơi gì đó để Tam Thanh phát triển du lịch ngày càng đi lên. Đầu tiên đến với biển Tam Thanh, cảm nhận là rất mát mẻ và con người rất thân thiện, tình cảm luôn luôn muốn trở về với Tam Thanh Quảng Nam, thấy thân thiện và sôi nổi rất đẹp. Tiếp tục không khí sôi nổi của lễ hội biển Tam Kỳ năm 2024, chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc như lễ hội Carnival và chương trình đại nhạc hội Bielaro với sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình dạ hội thanh niên, liên hoan nghệ thuật hô hát bài chòi Tam Kỳ bở rồng, trình diễn nghệ thuật thả diều, gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng và ẩm thực của Tam Thanh, trưng bày các sản phẩm ô cốt, sản phẩm khởi nghiệp. Cùng với đó, Ủy ban dân xã Tam Thanh tổ chức các hoạt động hưởng ứng như giải lắc thúng tròn, bơi lội trên biển bở rồng. Qua giải bơi này thì em cảm thấy là rất vui và nói chung là cũng mong rằng là sẽ đóng góp một phần để thúc đẩy cái tinh thần luyện tập thể thao của người dân. Và hôm nay nhân cái ngày lễ hội này thì em thấy là đông vui hơn, tấp nập hơn và mọi người cũng phấn khởi hơn khi xuống biển Tam Thanh. Việc tổ chức lễ hội sẽ góp phần phát triển du lịch của địa phương, đồng thời cũng nâng cao tinh thần tập luyện thể dục thể thao của người dân địa phương. Và qua cái hoạt động của năm 2024 này, mục đích chúng tôi là muốn quảng bá cái hình ảnh của du lịch Tam Thanh đến với du khách trong và ngoài địa bàn của thành phố Tam Kỳ, cũng như là góp phần thực hiện thắng lợi cái chỉ tiêu của đề án phát triển du lịch của Tam Thanh đề ra trong giai đoạn của 2023-2025. Lễ hội biển Tam Kỳ năm 2024 sẽ kéo dài đến hết tháng 6 với chuỗi 11 hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi, hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút đông đảo bạn bè gần xa đến với thành phố Tam Kỳ để có những trải nghiệm đầy thú vị, tuyệt vời. Về tổ chức cái chương trình lễ hội biển Tam Kỳ 2024 và trong đó là hướng đến trong tương lai gần thì tổ chức có sự kiện Festival biển Tam Kỳ. Do đó thì năm 2024 này chúng tôi phối hợp với các ngành địa phương, đặc biệt là với sự tài trợ của nhà máy Hedigen Việt Nam thông qua nhãn hàng Bielaru, chúng tôi tổ chức nhiều chương trình sự kiện. Cái mục tiêu thì tiếp tục duy trì và quảng bá cái hình ảnh
của du lịch Tam Kỳ đến với bà con nhân dân, du khách gần xa. Cái thứ hai là tiếp tục hướng đến tạo ra một sản phẩm mới, và trong năm 2024 thì cũng đã hỗ trợ Tam Thanh tổ chức một cái hội trại bồi đắp về sản phẩm nghệ thuật của cái làng Bích Họa Tam Thanh. Các họa sĩ, nghệ sĩ và các nhà điêu khắc đã về đây, và có thể nói rằng là hiện nay tạo ra một cái diện mạo mới cho cái làng Bích Họa Tam Thanh lần này. Lễ hội biển năm 2024 tiếp tục mang hình ảnh thành phố Tam Kỳ năng động, thân thiện đến gần hơn với du khách, từng bước khẳng định vị trí của Tam Kỳ trên bản đồ du lịch của tỉnh Quảng Nam và cả nước. Thông qua phát triển du lịch, từng bước khơi dậy, lan tỏa những giá trị của lịch sử, văn hóa và thiên nhiên vô cùng đặc sắc của vùng đất Tam Kỳ đến với bạn bè du khách gần xa. Đồng thời hiện thực hóa tác vọng xây dựng Tam Kỳ trở thành đô thị loại 1. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực, là đòn bẩy để khích lệ, động viên tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn thành phố quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2023, các phong trào thi đua đã được thành phố Tam Kỳ triển khai thực hiện sâu nổi, mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Từ đây xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình với sản phẩm cụ thể đóng góp vào phong trào chung của thành phố và tạo động lực để năm 2024, thành phố tiếp tục khẳng định thành quả trong thực hiện phong trào thi đua. Năm 2023 vừa qua, ghi nhận thành tích vượt bậc của ban tổ chức Thành ủy Tam Kỳ khi vươn lên dẫn đầu khối thi đua 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh là tập thể lao động xuất sắc. Kết quả này minh chứng cho những nỗ lực của đơn vị trong việc nghiêm túc triển khai các phong trào thi đua do thành phố phát động gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Công tác cán bộ là mảng nổi trội khi ban đã tham mưu ban thường vụ Thành ủy thực hiện điều động luân chuyển 12 cán bộ giữa các xã phường từ cấp xã lên thành phố và ngược lại, thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 cùng các nhiệm vụ trọng tâm khác. Kết quả này có được là nhờ sự lãnh đạo sâu sắc của Thường trực Thành ủy, rồi sự quyết tâm đột phá, cố gắng nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, chung sức đồng lòng của tập thể anh em ban tổ chức Thành ủy. Thì đầu năm là ban đã xây dựng cái chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, rồi phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ công chức của ban và triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch chương trình đề ra. Và điểm nổi bật mà mang tính đột phá trong công tác tổ chức xây dựng đảng trong thời gian qua là đã tham mưu cho ban thường vụ Thành ủy xây dựng được cái đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, và đã củng cố nâng cao được chất lượng tổ chức cơ sở đảng và phát triển được đội ngũ đảng viên mới vượt cái chỉ tiêu mà tỉnh giao, và nhận được cờ thi đua của tỉnh năm 2023 là niềm cổ vũ động viên đối với tập thể ban tổ chức Thành ủy để mà tiếp tục tham mưu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian đây. Với nội dung tiêu chí rõ ràng, sản phẩm cụ thể, từng phong trào thi đua được thành phố phát động đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, hăng say lao động sản xuất và công tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đây, nhiều điển hình tiên tiến với sáng kiến, giải pháp thiết thực, hữu ích gắn với nhiệm vụ của cá nhân, của ngành, từng đơn vị đã xuất hiện. Tiêu biểu có anh Hà Nhật Ánh, nhà sáng lập dự án ứng dụng kết nối dịch vụ địa phương LACO. Ứng dụng đặt người lái xe hộ trên cả hai phương tiện ô tô và xe máy đã đạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2024. Thì xuất phát từ cái nhu cầu của cá nhân mình cũng như là nhu cầu của một số bạn trẻ, khi là có cái nhu cầu là sẽ đi xe ôm công nghệ và giao đồ ăn, thì ở một số thành phố lớn thì ứng dụng là rất phát triển, nhưng ở Tam Kỳ mình là mình nhận thấy là chưa có. Thì từ cái nhu cầu đó thì mình cũng đã cùng với một số người bạn nghiên cứu và phát triển những cái ứng dụng này. Thì hiện tại ứng dụng của mình sẽ giải quyết được vấn đề ví dụ như là xe ôm hoặc là giao đồ ăn với là mức phí rất thấp.
Và trong khi đó thì một tài xế thông thường một ngày có thể người ta chạy 20 đơn thì với cái thu nhập đó cũng không phải là nhỏ, và mình đã giải quyết được rất nhiều cái nhu cầu lao động cho thanh niên của thành phố Tam Kỳ. Chính sự sáng tạo, nỗ lực của từng cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua, cùng với đó là sự quyết tâm của đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân mà năm 2023, nhân dân và cán bộ thành phố Tam Kỳ đã được cụm thi đua chính quyền thị xã thành phố Đồng Bằng tôn vinh là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua Đồng Bằng và được đề nghị tặng cờ thi đua của chính phủ. Đảng bộ Tam Kỳ là đơn vị duy nhất trong 18 huyện thị thành phố được tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, Việt Nam còn rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng thành phố đã đẩy mạnh phong trào thi đua nước và được các cơ quan đơn vị phòng ban địa phương và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực ủng hộ. Nhờ vậy cũng đạt được rất nhiều kết quả trong phong trào thi đua yêu nước. Đã có rất nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, một số gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố, và điều đó đã góp phần hết sức tích cực và hiệu quả vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 23. Trong năm 24 thì một năm hết sức quan trọng, năm hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương, thành phố đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng đến 50 năm ngày kỷ niệm giải phóng quê hương cũng như phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất nước, mà hướng đến kết thúc nhiệm kỳ, một năm hết sức quan trọng trong tăng tốc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu của nhiệm kỳ 2025 và hướng đến đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Như vậy thành phố hết sức đặc biệt quan tâm đến phong trào thi đua nước trong năm 24, và đặc biệt là các phong trào thi đua nước đều hướng đến các kết quả cụ thể, sản phẩm cụ thể đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Để làm được việc đó, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị thành phố cũng như toàn thể người dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua nước của thành phố Tam Kỳ, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết chung sức một lòng để phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình, cùng xây dựng thành phố Tam Kỳ thân yêu chúng ta ngày càng giàu đẹp văn minh và đạt được mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đã đặt ra nhiệm kỳ 2025. Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 vừa được tổ chức tuần qua, nhiều tập thể cá nhân điển hình đã được tuyên dương khen thưởng, ghi nhận những thành quả xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp vào thành tích chung trong phong trào thi đua của thành phố. Đây chính là động lực, là niềm tin và là cơ sở để năm 2024, thành phố Tam Kỳ nêu cao quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt và xuất sắc các phong trào chỉ tiêu thi đua, tạo tiền đề vững chắc để kết thúc thắng lợi nhiệm kỳ. Cụ thể hóa quyết tâm đó, thành phố đã phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Tam Kỳ 24 tháng 3 năm 1975, 24 tháng 3 năm 2025 với chủ đề phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Tam Kỳ phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1 vào năm 2025. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình truyền hình Tam Kỳ tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.